Chào buổi sáng, chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình đọc tiếp một hiện tượng nữa đi nha các bạn. Hiện tượng lửa cười. Đó, lửa cười. Thì theo mình biết, hồi xưa mình ở dưới quê các bạn, mình nhóm củi. Tự nhiên lửa nó khe, 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 khe ra như là mình hàn gió đá vậy đó các bạn. Nó xẹt ra mà nó nổ lách tách, lách tách, lách tách. Đó là hiện tượng của củi nha. Còn hiện tượng của bếp ga thì mình thấy nó xè xè ra, nó không có cái ngọn lửa, nó không bình thường mà tự nhiên nó có một cái hiện tượng mà xẹt xẹt xẹt, nó xè xè ra, nó kêu. Còn bếp điện thì mình cũng có trải nghiệm bếp điện từ thì thấy nó u à, chứ nó không có xẹt xẹt như là bếp ga với lại là lửa bếp củi nha các bạn. Bếp củi thì mình thấy rồi đó, người ta gọi là hiện tượng lửa cười. Thì mỗi ngày một hiện tượng, mỗi ngày khám phá một hiện tượng. Hôm nay mình đọc cho các bạn nghe là hiện tượng lửa cười. Lửa trong lò không có gió nha, không cao ngọn, thế mà tự nhiên phì phì như có người thổi. Có nghĩa là cái ngọn lửa nó xẹt 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 xẹt, xẹt ra đó, như có người thổi. Đó là loại điềm, một loại điềm gọi là lửa cười. Cái này là mình thấy rồi đó các bạn. Mình hồi xưa mình ở quê, quê ơi là quê, quê ở dưới sâu á, mình nấu cơm bằng củi đó, mình có thấy đó. Từ 23 giờ đến 1 giờ có điềm không hay, vợ chồng có ngoại tâm. Thì cái giờ này ít có ai nhóm lửa lắm, trừ trường hợp mà đám tiệc á các bạn, ta nấu suốt đêm á. Cái này là giờ âm nha, giờ đêm. 1 giờ đến 3 giờ coi chừng con cái sẽ bỏ nhà theo tình nhân. 3 giờ đến 5 giờ điềm lành, có người muốn cầu thân. Cầu thân là kết nghĩa xui gia đó các bạn, cầu thân. Từ 5 giờ đến 7 giờ tiền của vào lúc rạng đông. Thì 5 giờ đến 7 giờ là rạng đông đó, mọi sự vui vẻ. 7 giờ đến 9 giờ có chuyện buồn phiền, cố gắng thu xếp mới yên thân. 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng là không tốt, 5 giờ đến 7 giờ mới tốt nha. Giờ đến 11 giờ có người mời đi dự tiệc. 11 giờ đến 13 giờ có kiện tụng nên ôn hòa mới tránh được phiền nhiễu. Thì cái giờ 11 giờ đến 1 giờ nè là không 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 tốt rồi. Từ 9 giờ đến 11 giờ thì tốt. 13 giờ đến 15 giờ có người nâng đỡ, việc trù liệu sẽ thành. Có người giúp đỡ công trong công cái việc mà toan tính của mình đó. Sách nó rách nè các bạn, cuốn sách này lâu lắm, mấy chục năm rồi. Từ 15 giờ đến 17 giờ gặp của bất ngờ lúc đi đường. Gặp của bất ngờ trong lúc đi đường. Thì cái giờ này từ 15 giờ đến 17 giờ có nghĩa là từ 3 giờ đến 5 giờ mà mình nhóm lửa lên, mình thấy là lửa nó cười nó xẹt như vậy thì có của bất ngờ nha các bạn. Trong lúc đi đường thì coi chừng là bạn mua vé số nó trúng đó, coi chừng trúng số đó, có của bất ngờ lúc đi đường. Mà 17 giờ đến 19 giờ, 5 giờ đến 7 giờ tối đó, có tai biến trong nhà, có thể là tan khó. 17 giờ đến 19 giờ thì từ 5 giờ đến 7 giờ tối, 19 giờ là 7 giờ tối. 19 giờ đến 21 giờ người tình cũ tìm đến, thơ mộng lại bắt đầu. Tình cũ tìm đến, thơ mộng lại bắt đầu. 21 giờ đến 23 giờ bệnh bất ngờ cần chạy chữa gấp. Có nghĩa là nó quay lại giờ đêm rồi nè. 21 giờ là 9 giờ, 23 giờ là 11 giờ đêm nè. Còn ở trên là nó tính từ 23 giờ cho đến 1 giờ. Bây giờ người ta tính từ 23 giờ cho đến 1 giờ đêm là nó quay lại nè các bạn. Giờ mình đọc lại cho các bạn nghe nữa nha, một lần thứ hai nha, cho cái video nó dài một chút đặng mình công chiếu. Từ 23 giờ đến 1 giờ có điềm không hay, vợ hay chồng có ngoại tâm. Từ 1 giờ đến 3 giờ coi chừng con cái sẽ bỏ nhà theo tình nhân. Từ 3 giờ đến 5 giờ điềm lành, có người muốn cầu thân.
từ 5 giờ đến 7 giờ tiền của vào lúc rạng đông. Tiền của vào lúc rạng đông mọi sự vui vẻ. 7 giờ đến 9 giờ có chuyện buồn phiền, cố gắng thu xếp mới yên thân. 9 giờ đến 11 giờ có người mời dự tiệc. 11 giờ đến 13 giờ có kiện tụng nên ôn hòa mới tránh được phiền nhiễu. Từ 13 giờ đến 15 giờ có người nâng đỡ, việc trù liệu sẽ thành. Từ 15 giờ đến 17 giờ gặp của bất ngờ trong lúc đi đường. Từ 17 giờ đến 19 giờ có tai biến trong nhà, có thể là tan khó. 17 đến 19 là 5 giờ đến 7 giờ tối đó các bạn. 19 giờ đến 21 giờ người tình cũ tìm đến, thơ mộng lại bắt đầu. 21 giờ đến 23 giờ là bệnh bất ngờ cần chạy chữa gấp. Có giờ hung và giờ kiết nha các bạn, chứ không phải là giờ nào cũng tốt hết. Đó là cái điềm. Thì có hung có kiết. Thì các bạn xem coi giờ nào hung mà giờ nào kiết, thì các bạn cứ tua tới tua lui, các bạn để ý nha. Còn mình để ý khi nào mà mình thấy mình để ý mà có rồi á thì mình mới công bố, mình mới tin. Đó, cái tánh mình là như vậy. Ngày xưa mình làm ăn cũng vậy nữa. Bữa nào mà khách tới người đầu tiên mà bữa đó đắt quá trời đắt luôn á, thì mình lấy cuốn sổ ra mình ghi phía sau cuốn sổ là người nào mở hàng đắt. Rồi còn bữa nào mà khách tới người đầu tiên mà bữa đó là ế ế nguyên ngày luôn, không có khách gì hết, thì mình mà cũng quẹt đến cuốn sổ nữa, có đắc có ế rõ ràng nha các bạn, có điềm rõ ràng. Hồi xưa ông xã mình ông cứng lắm, ông là người đàn ông mà ông mạnh mẽ, ông đâu có tin những cái này, nhưng mà ông thấy trong cái việc làm ăn đó, bữa thì đắc bữa ế, mà cái bà nào đắc bà nào ế nữa kìa. Đó, những cái bà mà sợ nợ á, sợ nợ mà người ta mau mắn trong vấn đề làm ăn, hay là người ta mau mắn trong cái vấn đề tiền bạc, cái tâm ta tốt thì người đó là đắt lắm, mở hàng đắt lắm. Còn những người nào mà mượn tiền không muốn trả đó các bạn ơi, thôi thì thôi đi, ế vô cùng ế. Lần đầu tiên mà mở hàng cái là suốt ngày đó bán buôn không được. Có nha các bạn cứ thử nghĩ đi, mở hàng là có đó. Xin chào, trải nghiệm thử cho vui các bạn nha.